Xin chào tất cả các bạn, và như các bạn có thể thấy thì tôi và anh Lê Anh đang có mặt ở một cái showroom nổi tiếng Hà Nội, Sơn Tùng Auto. Đằng sau chúng tôi thì có rất là nhiều những cái siêu xe khác nhau. Nhưng mà hôm nay, clip hôm nay thì những chiếc siêu xe này không phải nhân vật chính. Và xin giới thiệu với các bạn chiếc Hyundai T16. Đây là một siêu phẩm mới, hoàn toàn mới của DJI. Chiếc DJI Ara T16 này là một mẫu máy bay phun thuốc trừ sâu mới nhất hiện nay trên thị trường và thông minh nhất hiện nay, và cũng là chiếc có công suất lớn nhất luôn. Như các bạn đã biết thì đời trước của chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu đó là chiếc MG1P đang bay rất nhiều trên ruộng đồng của Việt Nam mình. Thì hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là chiếc DJI T16, một máy bay mới của DJI với hiệu quả phun cao hơn rất là nhiều lần đối với chiếc MG1P. Như các bạn có thể thấy ở đây, camera có thể tiến gần lại đây một chút. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây là bình 16 lít. Thay vì với bình 10 lít như là chiếc MG1P thì chiếc bình 16 lít này cho chúng ta hiệu quả phun lâu hơn và độ phủ rộng hơn. Chiếc DJI T16 này thì cho chúng ta một cái thiết kế gồm có 6 cánh chứ không phải là 8 cánh như chiếc MG1P. Tuy nhiên, một điều mới trên chiếc DJI T16 này đó là toàn bộ thân body thì đã được nhà sản xuất chúng ta lắp ráp sẵn, và chúng ta không cần phải lắp ráp lại khi mà mang về nữa, mà chỉ cần gập những chiếc cánh lại với nhau. Anh Lê Anh có thể giúp em gập những chiếc cánh này vào được không? Ok, và chỉ mất chưa đến 2 phút thì chúng tôi đã gập được lại chiếc DJI T16 này, và chúng ta có thể là xách nó lên và di chuyển một cách rất là dễ dàng. Như các bạn đã thấy là ở trên phần màu đen và phần màu cam này của chúng ta, đó là trái tim của chiếc thiết bị này. Phần màu đen ở dưới này đó chính là một camera góc rộng với lại tính năng 3D, và kèm với đó là hai cái đèn hồng ngoại để hỗ trợ cho chiếc camera này hoạt động trong buổi đêm. Chúng ta có thể phun trong buổi đêm hoàn toàn là dễ dàng và cực kỳ là an toàn. Bộ phận màu cam nổi bật ở đây chính là hệ thống vòi phun của chiếc DJI T16 này. Với chiếc MG1P đã ra mắt trước đây thì chúng ta có 2 bơm và 4 vòi phun. Tuy nhiên, trên chiếc DJI T16 này thì chúng ta có tới tận 4 hệ thống bơm với 8 vòi phun kép. Điều này sẽ nâng cao rất là nhiều cái hiệu quả của chiếc DJI T16 này và phù hợp với lại nhiều loại cây trồng hơn. Trước mắt các bạn đây, đó chính là hệ thống motor và cánh của chiếc DJI T16. Chúng ta có thể thấy rất là rõ là cánh và motor của DJI T16 đã lớn hơn rất là nhiều so với lại chiếc MG1P. Từ đó là giúp cho chiếc máy bay của chúng ta hoạt động với hiệu suất cao hơn và nâng được khối lượng nặng hơn. Một điểm nâng cấp cực kỳ đáng giá trên chiếc DJI T16 này đó là bộ RTK, hai anten ở đây giúp chúng ta nâng độ chính xác của chiếc DJI T16 này lên đến cấp độ là cm. Từ đó là chiếc máy bay của chúng ta hoạt động trên đồng ruộng sẽ chính xác hơn rất là nhiều và giảm thiểu rủi ro. Và để bổ trợ cho chiếc bộ RTK đó là chiếc radar. Bây giờ thì chiếc radar của DJI T16 đã đặt ở chính giữa máy chứ không còn đặt ở bên cạnh của máy bay như là MG1P nữa. Chiếc radar này cũng được cải tiến và nâng độ chính xác. Ngoài ra hệ thống đo đạc 3D thì cũng cho chúng ta một cái chất lượng tốt hơn rất là nhiều so với chiếc MG1P. Như các bạn có thể thấy, đây là hệ thống pin của chiếc DJI T16 mà chúng tôi mang về Việt Nam. Với mỗi viên pin thì chúng ta có một thiết kế thông minh hơn. DJI họ nói là chiếc với mỗi viên pin này thì vỏ của pin được làm hợp kim giúp cho việc tản nhiệt tốt hơn và từ đó nâng cao hiệu suất của pin. Ngoài ra, với viên pin của T16 mới này thì chúng ta có một thiết kế cực kỳ là mới, là dạng module, không còn những cái rắc cắm bằng dây như kiểu là chiếc MG1P nữa. Vì vậy là cái việc mà
giúp tháo ra lắp vào trên chiếc DJI T16 này sẽ nhanh hơn và giúp nó tiết kiệm thời gian hơn cho bà con. Và để cung cấp năng lượng cho 4 viên pin của chúng ta thì DJI cung cấp cho chúng ta một bộ sạc 2600W. Bộ sạc này có một cải tiến rất là đáng kể, đó là 4 kênh của chúng ta được sạc đồng thời một lúc chứ không còn là từng viên một như chiếc mà trên chiếc MG1P. Và đó là một vài những điểm đáng giá trên chiếc DJI T16 mới có mặt ở Việt Nam của chúng tôi. Và chiếc máy bay này sẽ nhanh chóng được bay trên đồng ruộng của Việt Nam và giúp cho nông nghiệp Việt Nam phát triển từng ngày. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào trang web agrad.vn của chúng tôi để nhân viên của chúng tôi tư vấn tận tình và chu đáo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.